Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game SnowRunner này. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục khám phá những cái điều thú vị ở cái mảnh đất này ha. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao tên game là SnowRunner nhưng mà lại không có tuyết trong game. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi mở khóa cái gara và mình sẽ bắt đầu dẫn các bạn qua bên khu vùng đất mà có tuyết ha. Bỏ phanh tay ra cái đã. Rồi thì hiện tại là game nó cập nhật thêm một chút xíu xíu nữa, đó chính là nó hỗ trợ các bạn có thể cài đặt được những cái chức năng vào vô lăng rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình không thể nào dùng được cái for feedback các bạn phản hồi lực á. Các bạn nhìn nè, nó trả về nha, nhưng mà có lúc được lúc không nha. Một hồi nữa nó sẽ nhẹ tên luôn, mình không biết tại sao. Cái này nó không phải là lỗi hay là một tính năng gì đó, mình không có rõ lắm. Rồi thì hiện tại là mình đang chở các bạn đi tới để mở gara ha. Cái đường này mình nãy mình có chạy thử rồi. Và ở khúc này nè các bạn, cái đạn vô bên trong này nè. Đây, cái đạn này ha. Nãy mình vô trỏng mà mình bị gọi là bị lúng rất là lâu luôn, không có thể nào đi ra được. Tại vì cái xe này á, cái bánh nó vẫn là bánh để đi đường trường thôi. Và cái xe nó không có deep lock hay là nó không có on wheel gì cả, cho nên là khi mà các bạn đi vào những cái đường nó rất là khó để đi ra được. Thêm nữa là mấy khúc đó không có cây luôn, mình không có thể nào kéo ra được hết. Cho nên bây giờ mình cần phải đi mở gara trước, mình nâng cấp xe rồi mình mới đi được vô những khu đó ha. Nói các bạn thấy vô lăng này nó nặng nè, nhưng mà một hồi nó lại nhẹ. Không hiểu là nó bị cái gì nhưng mà game nó còn hơi khá lỗi. Game nó cũng cập nhật lên rồi. Hôm 28 mình tải về là nó chỉ có 9GB mấy thôi, gần 10GB thôi. Hiện tại là game cập nhật lên được khoảng 12GB.6. Thì dung lượng game này nhà phát hành công bố là khoảng 20GB trở lên á. Thì mình nghĩ là chắc có khoảng 15GB thì nó sẽ ổn định hết tất cả tính năng, nó sẽ hết bị lỗi. À, bây giờ mình đi thẳng cái đường này để mình đi mở khóa gara ha. Nó vô lăng nặng lên chơi nó sướng, sướng dã man luôn. Mình vẫn đi trung thành với cái đường này thôi. Đường này mình chưa đi thử bao giờ luôn, mình chỉ đi tới đoạn cái khúc cua lúc nãy là mình bị lún. Ô đường bên trong này nhìn có vẻ là cũng bị lún nè. Để xem cái gara mình nó trên này thì một là mình đi cái đường này qua cái con suối, hai là mình đi cái đường nhỏ bên trong. Nhưng mà không biết là cái khúc này nó có đi được hay không, đi được qua kia là mình ngon. Điểm được thì mình ăn cám. Thử nha các bạn. Đường này đi được, không có lún, không có bị lún, không có bị nhắm đi. Rồi thế là tới gara rồi. Xe này bây giờ nếu mà các bạn muốn đi lội bùn đồ á là phải cần nâng cấp cái lốp xe lên, cái vỏ bánh xe á. Tiếp theo nữa là nâng cấp cái phần khóa vi sai rồi bật dẫn động tất cả các bánh lên. Đi lộn hướng. Ôi nó nặng dã man luôn, cái này là nó nặng giống như vô lăng bình thường như nè. Chứ trong game chưa có chỉnh được cái độ nặng. Ủa, mình có được một con xe mới đây nè. Gara Discovery, ok. Cái này phải con xe mới của mình không? Rồi, mình đã mở được con xe mới. Đã tới được gara. Rồi, đã có gara. Bây giờ mình move to gara, ok. Các bạn thấy thì game này nó có cập nhật lên ha. Đây là những con xe của mình. Mình chứa được 6 chiếc xe. Customize thì các bạn có thể tùy chỉnh cái độ động cơ nè. Ôi, lên được động cơ 2001 và động cơ V6 2420. Mình đang dùng động cơ 26 rồi, mình đổ vào động cơ C thôi. Hộp số nè. High range là cái chữ H á, và off-road ha. Suspension phuộc nè, phuộc cao hơn nè, các bạn nhìn là phuộc nè. Rồi tiếp theo là lốp xe. Lốp này lốp dành cho đi đường highway thôi, các bạn thấy không? Nó đi vô đường kia nó không thèm đi được hết trơn á. Đây là lốp đi tất cả mọi địa hình. Nghe sướng á. Đây là lốp đi upright. Đó, cái lốp này đi mới sướng nè. Rồi xích. Nó có bọc cái gì xích vô nữa, đi gọi là bao lầy luôn. Rồi hết rồi. Tiếp theo là cái đồ winch, là cái đồ kéo ha. Nó sẽ kéo xa hơn và kéo mạnh hơn. Deep lock, mở khóa và khóa. Hiện tại là mình đang mở đây nè. Mở được không? Không mở được. Spare wheel là cái bánh sữa đó các bạn. Bánh sữa thêm á. Cái này là cái gì đây? Air filter. À, cái đồ lọc gió, cái đồ gọi là, đúng rồi, lọc gió cái chỗ hút khí á, để các bạn lội nước dễ hơn. Và cuối cùng là frame thì mình có thể add vô thêm là cái con cẩu, cái thùng không, cái đồ sửa chữa. Quay đồ sửa chữa. Cái này là máy gì đó, mình không biết mấy cái máy của nó ha. Rồi thôi kệ nó đi. Bây giờ mình sẽ tới cái phần global map. Bây giờ mình ở bên Alaska. Đó các bạn thấy Northport không? Bây giờ mình sẽ mở bên này ha. Move to gara, accept đi. Rồi bây giờ là chọn gara này.
Rồi, và bây giờ mình đang qua bên Alaska, USA và xem mình có. Úi, mình có xe mới nè, Khang 39 Marshall. Rồi bây giờ là mình sẽ đi. Con này có chỉnh được không? Bán được không? Đây, nó xe nó bán nè các bạn. Con CK 1005 là 11.300, con này 33.000, Ford hai quay, con này hai quay GMC. Rất là nhiều xe luôn các bạn. Okay, bây giờ mình sẽ đi con này ha. Và chào mừng các bạn tới Alaska. Ôi, đầu tiên là mình đang giờ này là đang 18 giờ đúng không? Mình skip giờ nha. Cho các bạn xem vào lúc trưa. Đó, tuyết đây. Handbrake, con này có all wheel drive và có deep lock luôn, thì mỗi một con có một khu vực riêng khác nhau nha. Hai cái này lúc nào cũng có luôn. Và cái deep lock thì chỉ mở khi mà các bạn đi ở số thấp thôi. Con này interior có vẻ khá là đơn giản á, không thấy được cái đồng hồ. Rồi, giờ cho các bạn xem khu vực tuyết này thì nó khác gì với bên kia. Đó, có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi sao không thấy tuyết. Đây, tuyết đây. Giờ đi kiếm đường đi lội tuyết không? Ở đây thì mình có nguyên một cái này. Mình có thể đi mở mấy cái watchtower này, đi theo đường này ha. Đâu, mình đang đây đúng không? Bây giờ quẹo trái đi đây. Thôi đi bên này đi cũng được. Bên này đi. Xong rồi đi tới đây. Ok. Trong này nó hiện tại chỉ hơi chán một xíu là xe trong này toàn là số tự động không thôi, không có được số sàn. Không có được. Ui, 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 ui. Các bạn thấy cái gì không? Mình quẹo đó nhưng mà con xe nó đi thẳng đó. Mình có muốn thở nào tuốt trên cao luôn. Mình quẹo đó nhưng mà con xe nó vẫn đi thẳng đó. Đây là tuyết sơ sơ dưới đường thôi chứ chưa phải là tuyết mà gọi là dữ lắm đâu nha. Này đi lên tuyết cho các bạn xem thử nè. Ê, gắt ấy. Con này lúc nào cũng bật all-wheel drive, có nghĩa là dẫn động bốn bánh toàn thời gian luôn á. Tuyết gắt vậy. Đó, tuyết có vẻ gắt nhưng mà nó không có lún như cái bùn. Tại vì nó không có nước, nó không có kiểu mà nó bị lún như kiểu khó chịu á. Mà để xem, mà mình đi xem một xíu nữa mình mở. Đó thì các bạn có thể travel khoảng 3 cái map, hiện tại là có 3 map ha. Michigan, Alaska và một map nữa là map đâu rồi? Nhầm, mình global map. Đây, Tami hả? Khó đọc, cái này là nó về khu vực núi nè, các bạn nhìn cái bên sau nè, phía dưới sau á thì cái này có nghĩa là nó vừa có đường mà nó vừa có ít bùn hơn, bên này bùn nhiều nhất nè, khu này mình nghĩ là bùn nhiều nhất. Russia, bên này là Nga, bên này là vẫn là USA và bên này là vẫn là USA. Ok. Ba map nha các bạn. Mỗi một map bự thì nó có 4 cái map nhỏ, 5 cái map nhỏ gì đó. À, bây giờ mình cần quẹo vô đây để đi mở cái watchtower. Video này là mình chỉ đi test thôi, test đường thôi. Đó, xem tuyết như thế nào mà nhiều bạn hỏi. Có vẻ là tuyết vô đi hơi khó đó. Con này đi được. À, con này đi khỏe dữ. Nói chung là đi off-road trên tuyết thì mình nghĩ nó dễ hơn so với đi trên bùn kiểu kia. Này tới đây nè. Rồi. Tới. Xong mình được một khu sáng ơi là sáng luôn. Đây có một cái contract ha. À, mình nghĩ là mình nên đi làm cái contract này. Hợp đồng á các bạn, có nhiều hợp đồng lắm nè. Stuck in the mountain. Back on ice. Bây giờ mình sẽ đi cái đoạn này thử. Thì mình đi ra đây, đi ra đây. Cái này nhìn nó như là sông á, nhưng mà mình nghĩ nó là đường đó. Okay, đi nào. Ui, xe khỏe vậy. Vô số. Tự nhiên có lúc á thì nó nhẹ hều, lúc thì nó nặng dã man luôn. Nặng giống như là cái lúc mà các bạn mới kích hoạt lên vậy đó. Cái tay này nó hơi bị ngu, nhìn cái tay nó ngứa ngứa mắt. Rồi ra tới cái đường mà các bạn nhìn lúc nãy nó đen đen ấy. Rồi vậy là đường này là vừa có
bùn mà vừa có tiết phủ ở trên luôn. Đường này không phải dạng vừa đâu nha. Mà con này nó có cái deep lock. Chả sợ. Ê, tính ra là bên mút đó các bạn, khi mà các bạn muốn bật deep lock lên, khóa V-Sign lên á, là bật lúc nào cũng được, chạy lúc nào cũng được, chạy tốc độ cao vẫn bật được. Bên này á phải chạy tốc độ chậm mới bật vô cái số gọi là số bò á, mới bật được cái deep lock lên, nó thật hơn. Vì theo như mình biết thì cái khóa V-Sign không thể là chạy tốc độ cao được, nó dùng để chạy chậm hoặc là chậm luôn, chạy nhanh chắc nó bể cái bộ V-Sign luôn, cái cầu V-Sign hả ta. Đây mình đã tới đây nè. Rồi, nhiệm vụ để làm gì? Today must first I get attacked. I be aware I was crossing the river and then when I escaped, realize I lost my tool. They must be in the river. Mình đi lấy cái thiết bị về cho nó hả? Rồi, đã kích hoạt rồi. Start tracking. Mình đi tìm bốn cái kia về cho ngôi nhà các bạn. Xi măng hả? Con này đi tìm được không? Đó là vấn đề nè. Cái này là mình nghĩ mình đem vô đây đúng không? Rồi ok. Chính thức đi upgrade nha. Này, game này nó mắc gì phải chạy theo cái đường kia. Nó vừa nó chỉ mình đi đâu mình đi theo đó. Đó. Đi nào. Đó, mắc gì mình phải đi theo kia chứ đúng không? Chỉ đi đâu mình đi theo đó. Không biết là có đường hay không. Đang bò trên tuyết. Đó, tuyết đây nè các bạn. Còn bên Mood Runner nó cũng có mod tiết, nhưng mà thật sự nó chỉ đổi màu trắng thôi. Cái kia thì nó vẫn là bùn. Tiết này đi sướng hơn nè, nó không có bị dính bánh này. Xe này khỏe giả man. Thôi mà không thấy đường chạy. Ôi, xe nó khỏe, có cần khỏe quá vậy không? Lên cái cây mà nó ủi một phát một lên thẳng cái cây luôn. Nè mình chỉnh số low nè, thì mình có thể bật được deep lock. Đó, khóa V-Sign. Mình nghĩ là mình nên bò khóa V-Sign đi, đi cho nó dễ. Sướng. Đi xe chạy được có nhiêu đây à? Chậm dã man luôn. Cái kiểu gì cân hết. Nè đây xi măng của nó nè hả. Ê từ từ, nhưng mình phải lấy xe tải mình đi á các bạn. Con xe này xe con đâu có chở được đâu. Nó cứ mình deliver to the house. Mà how to deliver bằng con xe này. Về là số này nó sẽ tự mất deep lock. Nhưng mà không thể nào chở được, không thể nào chở được bằng cái này. Từ dạng chết. Thôi hỏi hợp đồng rồi. Blackboard. Nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ nữa. Stop tracking. Hỏi hợp đồng ha, không làm nữa. Làm sao để hỏi ta. Rồi mình mới quay trở về gara và bây giờ mình sẽ đi khám phá tiếp bằng con xe này cho các bạn. Hôm nay là chỉ đi khám phá thôi, định đi cái kia mà quên mất con xe này nó trơn. Quên mất là con xe này nó không chở hàng được. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá và mình sẽ đi mở thêm một cái điểm watchpoint nữa. Watchtower chứ. Những tòa tháp, tháp canh gác các bạn. Mình lên cho nó để mình mở những cái tầm nhìn của mình về cái map đó. Và mình đang bị lúng nè. Cái này là như cái đường ống nước hay cái gì đó nó dắt qua. Không biết là mình có thể đi qua được cái chỗ này hay không. Tại vì cái đường kia mình cần phải đi qua cái chỗ này. Nó có mấy cái điện lên trơn trơn này. Trơn giả man luôn. Không có chụp được. Cái kia nó chặn rồi. Vậy có mở cái đường này đi thôi. Để tới mình leo qua cống xem mình đi qua được hay không. Dăm ba cái tiết này được rách cái một. Ủi. Này cái thùng xi măng này các bạn. Nó phải có xe cẩu mới cẩu lên được. Đấy, cái tiếng này mình đi được. Tiếng này mình không xe mình đi qua được. Nói đường này thì đi chán rồi. Mình cứ đi qua tiếng nó mới đỉnh. Đợi xíu đoạn hết cây mình mới băng qua được. Này này. Rồi, vô số. Bật deep lock. Ôi, tiếng này gắt vậy. Leo lên cây thông luôn. Cái cây các bạn nhìn. Con xe nó khỏe dã man luôn. Ôi ôi. Tắt cái bảng coi. Ôi ôi. Nó đè cái cây. Còn gì là cây nữa. Tội thiệt. Nè, chỗ này chưa quen ngon lạnh. Đứng lóc đi chậm lắm. Đi
đúng là thật nó mới đi kiểu này nè, chứ còn mà nhanh quá thì hơi ảo rồi. Ở đây mình có thể tắt được rồi, mình về số là nó auto tự tắt ha. Đó. Vậy thôi. Có mở đèn nữa nè, nhưng mà cũng không có được việc gì cho lắm. Mà chỉnh thời gian, trong game này được cái là nó chỉnh thời gian các bạn ơi, mình thích nhất là chỉnh thời gian thôi. Bên Modena nó không thể nào chỉnh được khi mà chơi online, không biết bên này làm sao. Một mình thì được mà online thì chắc mình cũng không. Chỉnh thời gian lên nó sáng nhìn nó hay hơn, còn để cái kia nhìn nó chán lắm. Tiếc đi hơi chậm, nhưng mà đi không có dễ bị không bị lún bánh như cái kia. Là có thể mình đi con xe này nó là bánh upright với lại nó nhẹ nữa cho nên đi nó dễ. Rồi, cái tháp nó hình như mình đi phải qua cái cầu. Mới vào được bên kia hoặc là bên trong nó có một cái đường đi upright. Đây, cái đường đi upright đây. Còn cái đường cái ống mình không đi được, cái ống nó chỉ có đúng một cái đường thôi, cái này nó như là cái con đập vậy đó. Này, tháp bên kia kìa. Rồi đi xuống. Nó có nhiệm vụ gì đây nữa nè. Ồ, có con xe nó bị đâm đầu dưới này. Ngu quá mày. Trao để Hummer. Có con xe Hummer nó bị đâm đầu này. Ngu hả mày. Ê, đường này đi qua được không? Được mà, được mà. Ngu hả mày. Nước thật nè, nước nó trong veo. Đồ hạ đỉnh. Thôi xe này dưới sức. Tự tự nhiên không hình như con Hummer là chết á, còn là cống thở nên không sao, mà cái đá này đi gắt á. Lên nào, lên nào, lên nào. Không lên được. Lên, lên, đúng rồi, lên, 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 cái bánh nó trồi lên rồi. Cái bánh nó trồi lên rồi, lên. Ui. Tuyệt. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Chỗ này tự đứng xem cái địa hình chỗ này cái nào. Tự có, tự có. À, mình đi xéo qua mới được, lùi lại một xíu. Dư sức. Đỉnh thiệt. Đường này đi con xe kéo hàng thì mình không biết đi kiểu gì. Tháp rồi, tháp bên kia gì. Ủa rồi làm sao qua đó? Ủa rồi khúc này làm sao qua bên đó? À, nó có cái đường dưới này. Hình như mình để ý một điều á, là cái bánh của bên bánh xe các bạn, bên SnowRunner này nó đã được bơm căng rất là căng luôn, không phải như MudRunner hay là SpeedTie. Các bạn để ý cái bánh nó mềm mềm á, nó xì bớt hơi để đi cho nó dễ á, mà bên này thì mình thấy nó lại căng, rất là căng. Bánh nhỏ xíu con xe này nó căng dữ lắm luôn nè. Thì không biết là game nó như vậy hay là mình tự chỉnh custom, mình tự xì hơi bớt, mình không có rõ lắm. Mình đang đi vô để mình mở cái tháp. Đúng đường không? Đúng rồi. Ê, ở đây có đá hả? Đá đi được. Tưởng đâu bùng. Mấy cái lầy lầy nó mới ghê. Đá này tủ gì? Ây da, ây da. Quên, này cảm giác nó lạnh lẽo thiệt chứ. Rồi, đã mở Watchtower. Xong. Quá trời luôn các bạn ơi.
Bao nhiêu này nhiệm vụ nào các bạn phải làm hết không? Làm hết rồi mình được mở mỗi một lần làm hết, ở đây có một tháp nữa, mình sẽ được mở những cái điểm kinh nghiệm cũng như là tiền để mình nâng cấp ha. Rồi ok, vậy thôi video này mình sẽ tạm dừng đây, và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tựa game SnowRunner này. Và nếu các bạn thích thì video sau mình sẽ làm nhiều hơn nữa, và mình sẽ bắt đầu kéo hàng đi trong này ha. Và mình cũng sẽ cố gắng để cày cuốc kiếm tiền mua những dụng cụ mà nó cần thiết. Ok, rất là cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Bye bye.